Chiều nay, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo nhằm đánh giá kết quả thực hiện chương trình trong 9 tháng năm 2024 và nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm 2024. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, năm 2024, tổng nguồn vốn thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh là hơn 2.369 tỷ đồng. Trong đó, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới chiếm phần lớn với hơn 2.079,8 tỷ đồng. Tỷ lệ giải ngân đến ngày 15 tháng 9 đạt khoảng 59,4% kế hoạch vốn được giao. Tỷ lệ giải ngân chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số đạt 63,7%. Riêng chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững thực hiện đạt 100% nguồn vốn bố trí. Quá trình triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia gặp một số khó khăn do các hộ nghèo không có đất hoặc đất không đủ điều kiện xây dựng nhà đại đoàn kết. Công tác rà soát đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại một số địa phương chưa sát thực tế. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm gặp khó khăn do mức hỗ trợ học nghề thấp. Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị, trong 3 tháng cuối năm 2024, các sở ngành địa phương chú trọng chất lượng, hiệu quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Trong đó, việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo cần đảm bảo vấn đề việc làm, thu nhập ổn định, bền vững cho người dân. Quan tâm đến vấn đề học tập, chăm sóc sức khỏe, mức hưởng thụ văn hóa, nhất là ở các vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc. Mặt khác, các địa phương tập trung rà soát lại các vướng mắc liên quan đến hỗ trợ nhà cho hộ nghèo, từ đó đưa ra giải pháp hỗ trợ phù hợp.